đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Quản lý Trấn Thành tiết lộ mức thiệt hại hàng chục tỷ đồng vì hot girl tung tin sử dụng chất cấm. Trong buổi làm việc với hai hot girl, Trấn Thành cùng quản lý tiết lộ đã thiệt hại số tiền hàng chục tỷ đồng vì những tin đồn thất thiệt. Những ngày vừa qua, thông tin về việc nghệ sĩ Trấn Thành bị ba hot girl tung tin sử dụng chất cấm tại nhà riêng đã khiến dư luận xôn xao. Trước những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng danh tiếng cá nhân và gia đình, mới đây Trấn Thành cùng ekip và luật sư đã đến tận nhà riêng của hai cô gái để làm rõ vụ việc. Theo đó, có đến ba cô gái liên quan vụ việc. Nhưng một người chia sẻ thông tin khiến cho công chúng hoang mang, hiện đang sinh sống tại Singapore nên Trấn Thành chỉ có thể làm việc qua điện thoại. Gặp mặt trực tiếp hai trong số ba hot girl tung tin về mình, Trấn Thành và quản lý của anh cho biết vụ việc đã làm ảnh hưởng đến tên tuổi cũng như công việc của anh khá nhiều. Đặc biệt Trấn Thành đang là gương mặt dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình phát sóng trên cả nước, trong đó một số chương trình dành riêng cho thiếu nhi có mức đầu tư hàng chục tỷ đồng. Chưa kể đến thời điểm bùng phát câu chuyện, Trấn Thành đã bị mất một số hợp đồng quảng cáo, trong đó có hai hợp đồng đang chờ anh chứng minh được sự trong sạch để ký kết hợp tác. Khi tụi em làm, tôi chắc rằng tụi em đã không nghĩ đến hậu quả, chỉ vì một vài dòng đùa giỡn mà tôi đã tìm mọi cách để báo cáo. Xác nhận sự thật với từng đối tác về việc này, dù mỗi ngày chỉ ngủ có 2-3 tiếng, thậm chí một vài hợp đồng quảng cáo đành phải bỏ lỡ vì những tin đồn này, thiệt hại tôi phải chịu là rất lớn. Buồn cười nhất là tôi và em chẳng liên quan gì với nhau. Tôi không thể hiểu nổi tại sao em lại làm như vậy. Trấn Thành bức xúc. Khi một trong ba cô gái trách móc về việc đăng tải thông tin của người này lên trang cá nhân, Trấn Thành thể hiện rõ sự bức xúc của mình. Vụ việc chẳng những ảnh hưởng đến kinh tế gia đình mà còn khiến cho gia đình của anh chịu không ít áp lực chỉ vì những người không liên quan. Bên cạnh đó, nam MC vẫn chưa thực sự hài lòng với thái độ của cô gái chia sẻ lại bài đăng khi người này liên tục cho rằng đây chỉ là một hành động không có ý. Đừng nói chuyện vô tình, em không tạo ra tin đồn này. Nhưng hành động của em là sai và tôi chưa nhận được thái độ thực sự hối lỗi. Bạn thật ích kỷ khi chỉ nói về những thiệt hại của bản thân. Bây giờ những chỉ trích bạn đang phải chịu đựng đã là gì so với tôi? Nhiều lắm cũng chỉ là những tin nhắn mà thôi. Còn tôi là người nổi tiếng, những gì tôi chịu đựng nhiều hơn hẳn. Cô gái chia sẻ lại những tin đồn thất thiệt cũng đang chịu đựng rất nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, đây là hành động sai trái và Trấn Thành cho rằng cô vẫn nên thực sự hối lỗi về hành động này thay vì than vãn. Kết thúc câu chuyện, Trấn Thành nhấn mạnh anh sẽ đưa đoạn clip nói chuyện cùng các cô gái lên cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, luật sư riêng của anh cũng sẽ xem xét mức độ để có biện pháp xử lý đúng với pháp luật và buộc những cô gái trên phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Em sẽ chính thức gửi đơn lên công an khu vực nơi những người này ở để họ xử lý, phạt như thế nào, em sẽ tuân theo pháp luật. Nhưng em mong các cấp lãnh đạo nghiêm trị những trường hợp như thế này để đỡ bảo vệ cho nghệ sĩ và trật tự của xã hội. Bên cạnh đó, luật sư cũng như quản lý của em sẽ theo dõi và tổng kết mức độ thiệt hại. Nếu quá nặng, em buộc phải khởi kiện những nhân vật này, tiền thắng kiện. Sau khi chi trả chi phí cho luật sư, em sẽ không lấy một đồng nào mà sẽ đi làm từ thiện hết. Em hứa là em làm, Trấn Thành viết. Dù vậy, Trấn Thành chia sẻ mọi chuyện cũng đã qua và anh cũng hy vọng quý vị khán giả có bức xúc gì xin hãy bỏ qua, không tấn công trang cá nhân riêng tư của người khác nữa. Trấn Thành cũng đã giải quyết mọi chuyện, hy vọng mọi người thương Thành và không tấn công người vô tội. Hiện vụ việc vẫn đang được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng cũng như nhiều nghệ sĩ Việt.